Nhắc đến SUV thì không thể không nhắc đến hãng sản xuất Hyundai và đặc biệt là Santa Fe quý vị nha. Và hôm nay em Trường mang đến một siêu phẩm Santa Fe để gửi tới quý vị và các anh chị xem qua màn ảnh quý vị nha. Chiếc xe hôm nay em gửi tới quý vị là một chiếc xe Santa Fe với bản xăng đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt hơn một chút là chỉ chạy 7.000 km. Một chiếc xe siêu siêu mới quý vị nha, với bản xăng đặc biệt. Năm sản xuất 2021, mang form dáng của 2022, sơn zin 100% và mọi cái là còn vô cùng là xuất sắc quý vị nha. Mời quý vị cùng em Trường đi một vòng ngoại thất và nội thất để chúng ta quan sát chiếc xe. Với km đã lăn bánh là 7.000 km với sơn zin 100% thì chiếc xe vô cùng là mới quý vị nha. Mọi góc cạnh của chiếc xe quý vị hãy cùng em Trường kiểm chứng qua màn ảnh để có cái nhìn, cái đánh giá tổng quan trước khi qua bên em xem thực tế lái thử chiếc xe quý vị nha. Bản xăng đặc biệt là bản 2 cầu và rất là hiện đại với form 2022 quý vị nha. Mọi góc cạnh của chiếc xe đây ạ. Quý vị hãy quan sát để cảm nhận và đánh giá về chiếc xe. Và cam kết với quý vị là còn nguyên zin, chưa phải làm lại hay chưa hề phải thay thế bất cứ một chi tiết nhỏ quý vị nha. Cho đến từ lốp xe chưa hề có một chút dấu hiệu của sự hao mòn, và cho đến từ la răng này ạ, còn mới tinh quý vị nha. Thật sự là còn quá mới cho một chiếc xe chạy 7.000 km. Mọi góc cạnh của chiếc xe quý vị hãy quan sát để có cái nhìn và cái đánh giá tổng quan về chiếc xe. Từ ngoại thất đến nội thất thì mọi chi tiết còn là vô cùng là xuất sắc quý vị nha. Không khác gì một chiếc xe chưa lăn bánh ở trong hãng quý vị nha. Đó, mọi góc cạnh của chiếc xe đây ạ. Quý vị hãy quan sát từ cánh cửa cho đến nội thất, ghế da hay là vô lăng, bảng phím điều khiển. Và điều đặc biệt của chiếc xe này thì anh chủ trước đã lên rất là nhiều đồ chơi quý vị nha. Từ hắt kính này cho đến một màn hình Android và cam hành trình, cho đến từ cam chân gương thì anh chủ trước đã độ lên rất là full đồ rồi quý vị nhá. Và mọi góc cạnh thì còn vô cùng là mới. Đó, từ mọi cái đấy ạ. Đó, quý vị hãy quan sát từ trần phào hay mọi cái để chúng ta đánh giá và cảm nhận về cái độ mới của chiếc xe này. Một chiếc xe siêu siêu mới và siêu siêu lướt quý vị nhá. Những góc cạnh của chiếc xe quý vị hãy quan sát. Đó, quá là mới quý vị nha. Và rất là đẹp với form dáng của 2022. Cốp thì cũng đã được trang bị là cốp điện rồi quý vị nha. Đó, từ phần cốp thì từ sơn đen là chưa hề có một chút xước sát nào quý vị nha. Cho đến từ phần hàng ghế thứ ba thì chưa hề có một người ngồi quý vị nha. Đó, quý vị hãy quan sát. Và anh chủ trước thì lên khá là nhiều đồ chơi, cho đến từ gầm xe hay là lốp xe cua thì chưa hạ quý vị nhá. Đó, từ mặt lốp đấy ạ. Quý vị hãy quan sát từ cái mặt lốp sâu này, quý vị sẽ cảm nhận được về cái độ mới của chiếc xe này. Lốp còn chưa có một chút dấu hiệu của sự hao mòn nào quý vị nhá. Đó, sơn cam kết với quý vị là zin 100%. Nội thất thì vô cùng là xuất sắc, vô cùng là mới quý vị nha. Đăng kiểm dài đến tận 2024 rồi quý vị nha. Và đó là chi tiết nội thất ngoại thất của chiếc xe chạy 7.000 km bản xăng đặc biệt mang form dáng của 2022 quý vị nha. Đang chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô 1.1 tỷ quý vị nha. Thật sự là toàn những mức giá vô cùng tốt so với thời điểm hiện tại quý vị nha. Quý vị hiện tại mà mua xe thật sự là toàn những mức giá ưu đãi của 2023 quý vị nhá. Và mọi thắc mắc thì hãy gọi cho em Trường để em Trường hỗ trợ tư vấn và giải đáp cho quý vị mọi thắc mắc của quý vị. Và chiếc xe thì vẫn được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe quý vị nhá. Em Trường Auto 62 xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị tại Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội, với địa chỉ kinh doanh 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý vị nhé.